Các sĩ tử thân mến, tuyển sinh 247.com hiểu được nỗi lòng của các sĩ tử phải bôn ba chạy hết từ lò luyện thi này đến lò luyện thi khác, vô cùng vất vả và cực nhọc trong thời tiết oi bức này, đồng thời còn ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng học tập của các em. Bởi vậy, tuyển sinh 247 tung ra khuyến mãi sốc tận nóc, đặc biệt dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9 và lớp 12 luyện thi năm 2019 để tiếp thêm động lực cho các em ôn tập giai đoạn về đích này được tốt nhất. Đó là đồng giá chỉ 109k, mua chọn bộ khóa học trong 2 ngày là 15 và 16 tháng 5 năm 2019. Chương trình chỉ áp dụng cho thành viên là 2K1 và 2K4. Tại sao các em nên sở hữu các khóa học này? Thứ nhất, thời điểm kỳ thi chuyển cấp, thi Trung học Phổ thông Quốc gia ngày 1 đến gần, nếu các em không học nhanh chóng tổng ôn, luyện đề thì sẽ không có đủ kiến thức và kỹ năng cho kỳ thi sắp tới. Các em sẽ được học với các thầy cô giáo giỏi, kinh nghiệm, ôn thi trách nhiệm và phương pháp giảng dạy tối ưu, trọng tâm nhất. Giá rẻ bất ngờ nhưng chất lượng cực kỳ đảm bảo. Chắc chắn các em sẽ không bao giờ có cơ hội được sở hữu một khóa học chỉ với 109k thêm nữa đâu. Bình thường để sở hữu một khóa luyện thi Trung học Phổ thông Quốc gia trắc nghiệm môn toán của thầy Nguyễn Quốc Chí, các em sẽ phải bỏ ra số tiền là 699k. Nhưng trong 2 ngày là 15 và 16 tháng 5 này thì các em chỉ cần bỏ ra số tiền là 109k là đã được sở hữu khóa học vô cùng chất lượng này rồi. Thật quá tuyệt vời phải không nào các em? Các em biết không, cả năm ôn thi vô ích nếu không luyện đề đấy. Việc chọn đề chuẩn sẽ quét được đầy đủ kiến thức hơn. Và hệ thống đề thi của tuyển sinh 247 cập nhật liên tục, kèm theo đề của các trường nổi tiếng bậc nhất, chắc chắn các em sẽ phát hiện được mảng kiến thức còn sót, yếu và bổ sung được ngay. Mọi vướng mắc trong quá trình học, các em có thể trao đổi một cách cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng với đội ngũ giáo viên hỗ trợ nhiệt tình, đội ngũ mốt hùng hậu. Không chỉ vậy, nắng nóng ngày một gay gắt mà các em không cần ra ngoài, chỉ cần ở nhà với quạt máy hay điều hòa mát lạnh, mở video trên tuyển sinh 247.com để ôn thi, còn gì vui sướng hơn nữa đúng không nào? Như vậy chỉ với 109k mà nhận lại được vô vàn lợi ích, vậy còn băn khoăn lo lắng gì nữa mà không nhanh tay sở hữu các khóa học này các em nhỉ? À còn một điều nữa là nếu các em chuyển tiền qua ngân hàng thì còn được ưu đãi hơn và luôn luôn được cộng thêm 10% giá trị tiền nạp nữa. Còn đối với hình thức thu tiền tại nhà, cứ miễn là các em đặt đơn hàng thành công trong 2 ngày là 15 và 16 tháng 5 là các em sẽ được hưởng khuyến mãi. Đây là ưu đãi đặc biệt tuyển sinh 247.com dành riêng cho các em lớp 9 và lớp 12 luyện thi năm 2019, giúp các em có cơ hội sở hữu các khóa học với giá tiết kiệm nhất, ôn thi trọn vẹn nhất. Nhớ rủ thêm bạn bè mình cùng mua chung nữa nhé. San sẻ kiến thức mà niềm vui lại nhân đôi. Mọi thắc mắc các em vui lòng liên hệ đến hotline miễn phí 18006947 hoặc 024 7300 7989 để được giải đáp một cách nhanh nhất.